Anh yêu Blaze xin chào các bạn. Nay mình giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng cho các bạn chơi xì lam nha. Bên mình có rất là nhiều loại xì lam, hình xì lam thú, hình hài, hình bong bóng nè, hình quả bóng đó, nhiều mẫu mã lắm. Các bạn hãy cho bé tới nhà sách Anh yêu Blaze để lựa mẫu xì lam bé thích nha.